Mua sắm theo nhóm với Pandamon có gì hot? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay nào. Đầu tiên là những khu vực 200k, 600k, 1.4 triệu, 1.8 triệu và flash sale. Mỗi khu vực một ngày sẽ có những số lần nhất định từ 13 tới 15 lần mua sắm theo nhóm. Thứ hai, quy tắc và lợi ích khi mua sắm theo nhóm. Nhóm 3 người. Khi đạt được đủ 3 người cùng lúc mua sắm theo nhóm, Pandamon sẽ tiến hành chọn ngẫu nhiên người trúng thưởng sản phẩm khi được ghép nhóm. Nếu như thành viên là người may mắn ghép trúng thì có thể chọn mua sản phẩm và phát hàng với giá sản phẩm rẻ hơn trên thị trường khoảng 3%. Ngược lại, nếu như không có nhu cầu mua, thành viên có thể chọn ký gửi lại sản phẩm cho ứng dụng hoặc nhận hoàn tiền lại về tài khoản bằng tổng giá trị sản phẩm. Thành viên đừng vội nản lòng vì Pandamon sẽ hoàn lại 0,3% cùng với tổng giá trị sản phẩm mỗi lần không ghép trúng. Nhóm 5 người, 10 người, 20 người cũng tương tự như nhóm 3 người, chỉ khác ở số người tham gia. Và bây giờ, thành viên có thể lựa chọn các khu vực tùy thích để mua sắm theo nhóm cùng với Pandamon. Ứng dụng hiện tại đã có mặt trên App Store và CH Play. Pandamon ghép nhóm nhanh ngay, lì xì liền tay.